giờ anh kiệt sẽ đổ ra thau cho các bạn xem nha. Đây, anh Kiệt mua cá vàng. Đi về cái thau đi Bi. Bà mua quá trời luôn. Sớm tại nhiều. Quá trời cá luôn, mà Bi đi lấy thau đi. Anh Kiệt sẽ đổ cá cho các bạn xem nha. Đây, bây giờ mình sẽ đổ cá vô nha. Đây, giờ của mình đi nè. Đây, một người một cái vợt nha. Bây giờ anh Kiệt sẽ đổ cá ra. Ôi, ngay mình biết. Bây giờ mình đổ ra nè. Tiếp 1, 2, 3 đi Bi. Rồi, dắt ra ngoài luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ cùng đếm nha. Bây giờ sẽ cùng đếm cá coi được bao nhiêu con nha. Quá trời luôn Kiệt ơi. Đếm hết không? Đây, mình đếm từng con. Đây, cho bạn, đây, bạn Bi sẽ nhắc cá cho các bạn xem thử nha. Đây. Nói gì đếm không hết được các bạn ơi. Và... đây, bây giờ mình đếm từng cá nha. Đây, mình sẽ giới cho mọi người là lần 1 giờ cái gì đó. Wow. 2 giờ. Nào bên đây là của bạn Bin nha. Nào bên đây là của anh Kiệt. Chưa? Á Bin, điều chưa? Điều cá chưa? Chưa hả? Bin chỉ cho bạn Bin chết, bạn Bin chết kìa, chết cá không? Chết cái gì vậy hả bạn Bin ơi? Đó. Quá trời cá luôn. Đây, cá vàng nha các bạn. Wow, cá bự quá trời kìa. Cá vàng nhìn nó có đầu đen nha các bạn nha. Nhìn đẹp quá. Wow, đẹp quá trời luôn. Có một cá màu khác không nha, hai cá vàng không nha. Đây là thau cá của bạn Bin đi, nhìn theo dõi thau cá của bạn Bin nha. Bây giờ thi đuôi ông Bin nghe tôi lớn chút nữa hay. Đây con cá của con cá cũng là bự nha, đây cá rất là bự. Đây hai cá Bin Bin đợi xuống cho mình. Đây mấy cá. Sau này cá của ai mau lớn hơn đúng không? Dạ thắng nha. Để em đưa nhà ăn bé cơ chỗ ăn cho Bin. Đi ngay từ tay nha, đừng có xin bài với Bin đi quá. Rồi, anh Kiệt sẽ đi lấy cơm cho cá ăn nha. Đây, anh Kiệt có cơm rồi. Ủa cá này ăn cơm.